Các anh chị các bạn, trong series video kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp phiên bản năm 2024 đã được thực hiện vào tháng 3 năm 2024 thì bài số 4, bài số 4 vâng, tiếp tục là chúng ta sẽ nói về chính sách đổi hàng, trả hàng, thu hồi hàng hóa, bảo hành và sửa chữa sản phẩm dịch vụ. Đấy. Thế thì về mặt thứ tự thì nó là tương đương với bài số 5 bởi vì là cái bài 1 là cái bài giới thiệu tổng quan chung thế còn về mặt uh, logic của đun thì đây là bài số 4 vâng thế thì uh, trong cái chính sách bán hàng thì chúng ta sẽ có rất nhiều các chính sách con đúng không chính sách con thí dụ như là chính sách giá bán chiết khấu thưởng à, chính sách giao hàng giao vận đúng không à, bây giờ thì ta đang nói đến chính sách xây dựng đổi trả à, xây dựng cái chính sách đổi trả rồi thì thu hồi bảo hành bảo trì sản phẩm và dịch vụ đó còn sau này thì chúng ta lại còn thêm những chính sách nữa thì mỗi một cái chính sách thì tôi sẽ làm một cái video bóc tách nó ra vâng thế thì ở đây ấy. là về chính sách đổi hàng trả hàng hay là thu hồi hàng hóa thì chúng ta sẽ trả lời cho những câu hỏi như sau thì cái hàng của chúng ta có dễ bị lỗi hay không à, chúng ta bán hàng cũ hay hàng mới à, có những người uh, nói với tôi là em thích bán hàng mới bởi vì là nó không phải lo về bảo hành nhiều nó có tỷ lệ nó hỏng nhưng mà tỷ lệ nó hỏng nó rất là ít thí dụ như bán ra 100 con máy thì có khi chỉ lỗi một con thôi Đấy, thế này nó nhàn và nó giảm được cái chi phí nhưng có người thì lại lựa chọn là bán hàng theo cái lối là chọn sản phẩm gọi là sản phẩm cũ thì chúng ta phải chấp nhận cái điều đó đúng không ạ cái sản phẩm cũ thì chúng ta phải chấp nhận rằng là nó sẽ lỗi thôi nó sẽ phải đi sửa chữa bảo hành nhiều thôi đó thì bây giờ xây dựng cái chính sách này thì chúng ta xây dựng như thế nào? Bước 1 là chúng ta cũng lên mạng tìm hiểu các hãng, các đối thủ họ làm như thế nào thì chúng ta học hỏi. Bước 2 trả lời cho những cái câu hỏi như là chúng ta có cho đổi hàng hay không? Có cho đổi hàng trong những trường hợp nào được quy định rất là rõ? 1, 2, 3, 4, 5 quy định rất rõ là viết mô tả ra từng cái tình huống mô tả như thế và chi phí đổi hàng ví dụ như phí ship nó sẽ phát hành phát sinh thì ai chịu đó và có cho trả lại hay không thông thường thì bây giờ thì hầu như các hãng đều không cho trả lại hàng nhất là đối với hàng tiêu dùng mà đối với người tiêu dùng mua theo mô hình B2C hoặc là B2B trừ những cái lỗi của nhà sản xuất trừ những cái lỗi không thể khắc phục Đấy. họ sẽ không cho trả nhưng đổi hoặc là bảo hành thì chắc chắn họ cho Đấy. và cho trả lại thì trong những trường hợp nào thì phải quy định hoặc là khi mình đi phát triển nhà phân phối hoặc là đại lý thì thông thường ấy thì mình sẽ có thể là phải chấp nhận là cho trả lại nếu như họ không bán được trong thời gian đầu để họ yên tâm họ làm việc với mình. Nhưng mà sau này thì họ ok rồi thì mình không cho trả lại nữa. Ví dụ như trong một tháng, 2 tháng, 3 tháng tùy vào cái thỏa thuận của mình. Đấy. Và có thu hồi hàng hóa hay không? thì cũng thường sẽ là không đúng không? Thường sẽ là không thu hồi trừ những cái trường hợp đặc biệt hoặc là đấy chẳng hạn như là thỏa thuận không rõ ràng rồi bị bóc phốt nhau thế này thế kia thì bắt buộc mới phải thu hồi và chúng ta cần phải ghi rõ vào chính sách để có thể dự đoán để có thể lường trước được các tình huống trường hợp có thể xảy ra và cái này thì chúng ta cũng công bố công khai trên website và các bản cứng và ghi trong hợp đồng hợp tác của công ty khi mà chúng ta làm Đó. À, có thể là khi mình đi chào hàng à, đối với nhà phân phối và đại lý hay là những cái đơn vị nhập hàng thì họ họ sẽ không um, họ sẽ không quá để ý thế nhưng mà chúng ta vẫn cần phải in ra đóng dấu vào để khi xảy ra tranh chấp thì chúng ta biết đúng không và ví dụ như chính sách cho trả lại thì à, 100% hàng hóa miễn phí hoặc là phạt lại một cái mức nào đó à, 5%, phần trăm v phần trăm vân vân hoặc là quy định về bao bì nhãn mát à, thể thể thức để có thể nhận được à, hoặc là chúng ta cũng có thể có những cái chính sách để cho khách hàng dùng thử sản phẩm dùng thử hoặc là à, trải nghiệm hoặc là cho mượn à, thì đây cũng có thể được quy định vào cái cái này và chúng ta sẽ viết nó vào một cái chính sách rất là chi tiết cụ thể nhé. Thế còn về chính sách bảo hành sửa chữa đối với các cái sản phẩm hoặc dịch vụ à, thì thí à, dụ như mua một cái sản phẩm điện tử thì người ta thường hỏi là bảo hành bao lâu? Thông thường hiện nay là khoảng 12 tháng Thế có những người thì bắt đầu nâng lên cạnh tranh với nhau bằng bảo hành ví dụ như là bảo hành 2 năm bảo hành 1 đổi 1 Đấy là mình cần phải xây dựng cái chính sách bảo hành vượt trội Tuy nhiên chính sách bảo hành vượt trội nó cũng sẽ làm phát sinh thêm nhiều chi phí Đó và nó nó sẽ ưu điểm là nó sẽ giúp cho chúng ta có một cái thuyết phục khách hàng bán buôn hoặc là khách hàng bán lẻ mua lẻ dễ hơn nhưng mà nhược điểm là nó cũng sẽ làm phát sinh chi phí vậy thì trừ những sản phẩm mà mình rất là yên tâm về chất lượng thì mình mới cho đổi cho trả hoặc là cho bảo hành thời gian dài có một cái hãng bán sản phẩm keo xây dựng thì viết quảng cáo là gọi là thời gian hoạt động là lên tới 25 năm chất lượng đảm bảo được lên tới 25 năm bảo hành trong thời gian đấy mình bảo là tôi mới nói là viết câu này vào ấy thì là là chỉ có xác định là đến lúc mà nó kiện cho ấy thì vỡ mồm bởi vì viết cái đấy vào làm gì người ta chỉ bảo hành đến cái lúc sử dụng thôi là keo nó hay là cái sản phẩm này nó không bị lỗi dùng được, chất lượng ok là được thế còn sau đấy thì không thể bảo hành 25 năm được đúng không trừ những cái sản phẩm ví dụ như gạch đá tôi có thể gạch đá tôi có thể bảo hành không bị bay màu Đấy, hoặc là cái, cái 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 tủ lạnh đúng không thì người ta bảo hành lên đến 10 năm thế nhưng cái bảo hành 10 năm không phải bảo hành cả cái tủ lạnh mà chỉ bảo hành cái lốc điện thôi mà cái lốc điện thì không bao giờ nó hỏng cả nên người ta bảo hành 10 năm chứ nếu mà người ta bảo hành hệ thống làm mát lên đến 10 năm thì lại tuyệt vời quá đó thế nên là bảo hành cái gì thì là do ngành hàng do sản phẩm và mình cũng cần phải tạo ra sự vượt trội Đấy và cũng cần phải có chính sách sửa chữa uh, lấy hàng về logistic ngược lấy hàng về hàng lỗi hàng hỏng và nhanh chóng sửa chữa đặc biệt là những cái người mà kinh doanh các cái mặt hàng mà mà liên quan đến điện tử ví dụ như là bếp ví dụ như là máy tính ví dụ như là điện thoại ví dụ như là uh, máy rửa bát kiểu kiểu như đấy. đúng không hay quần áo thì nó có, có vấn đề về sai số sai số thì nó nằm về chính sách này là cho đổi cho đổi đổi sang sai khác đổi sang mẫu khác tương đương tiền Đó. thì cái sửa chữa thì có miễn phí hay không cái gì miễn phí và cái gì có phí thí à, dụ như là chính sách của xe um, xe ô tô vinfast đúng không nếu mà xe bị lỗi là nó cẩu về miễn phí 20 cây à, những cái gì nằm trong chính sách bảo hành nó sửa miễn phí hết thí dụ như tôi đi xe vinfast thì tôi thấy là rất nhiều cái cái sản phẩm lỗi là đến là thay là gần như công ty thay miễn phí hết tất nhiên đấy là một chính sách rất tuyệt vời bởi vì hàng của họ cũng có nhiều lỗi hàng của họ công nghệ cao có nhiều lỗi thế nhưng mình nói gì thì nói thì đó dù sao cũng làm cho khách hàng yên tâm hơn khi họ ra quyết định mua hàng và chúng ta nhớ rằng là bán một sản phẩm không chỉ là bán mỗi cái sản phẩm là xong mà chúng ta còn bán cả dịch vụ đổi trả dịch vụ bảo hành đi kèm nếu như bây giờ tôi mua cái iphone này mà không có bảo hành tôi sẽ không mua ý tôi muốn nói là tôi rất sợ hay là tôi mua bất kỳ một cái thiết bị điện tử nào ví dụ đây là cái ổ cứng di động ổ cứng di động mà người ta bảo là không bảo hành đâu hẳn mặc kệ tôi cũng sẽ không mua đó cho nên là cái việc bảo hành là việc đương nhiên nó là không tách rời khỏi sản phẩm Đấy. hay là chính sách đổi trả chính sách xem hàng nhất là mua hàng online xem hàng đồng ý check hàng rồi mới mới thanh toán là chắc chắn là phải có các bạn nhé Đấy. thậm chí chúng ta có thể tung ra cả chính sách bồi thường nếu như mà gây ra cái giá trị hợp đồng thiệt hại lớn, thí dụ như là một cái đơn vị bán cái tấm nội thất, thế thì khi mà người ta bán cái tấm nội thất đấy, người ta bán cho đơn vị thi công, xưởng sản xuất nội thất, đúng không? Xưởng sản xuất nội thất mới đóng xong rồi mới lắp đến cho nhà khách hàng. Thì lắp đến cho nhà khách hàng thì lỗi là do những cái lỗi vấn đề khác, ví dụ như là họ để mưa nắng vào vô tình thôi thế thì nó mới làm ảnh hưởng đến cái tấm nội thất đấy mặc dù không phải lỗi tự thân của tấm nội thất thế nhưng họ cũng bắt đền thế thì cái cái, cái doanh nghiệp uy tín thương hiệu thì họ bảo ok thôi được rồi họ sẽ đền họ đền hàng hoặc họ đền tiền thì mình công bố chính sách còn trong một số tình huống mà không có trong chính sách thì chúng ta cũng phải xem xét là chúng ta có chịu được cái chi phí đấy hay không và nếu như chúng ta chịu được cái chi phí đấy thì chúng ta dựa trên nguyên tắc là đem giá trị, đem lợi ích đến cho khách hàng tốt nhất để chúng ta à, gọi là hỗ trợ cho khách hàng để cho họ hài lòng tất nhiên là cũng thiệt thòi cho mình một chút nhưng mà thôi à, đôi khi là không phải những cái tình huống đấy nó xảy ra thường xuyên đúng không các bạn ok rồi thế sau đó thì đấy các bạn phải ban hành nhé ban hành đóng dấu à, để làm gì, để làm cái căn cứ và thường thì người ta không đọc và khi xảy ra tranh chấp người ta mới đọc mình đưa lên website đã, mình đưa vào hợp đồng Đã. thế còn nhiều khi khách hàng ấy nó cứ nó cứ bảo là ừ, thế đó nó nọ kia nó kia nó bóc phốt này khác rất là mệt mỏi <laughs> rồi Đã, chính sách càng rõ càng tốt và chính sách phải được xây dựng là làm sao là tiết kiệm chi phí Đã, càng chính sách càng tốt thì nó đòi hỏi chi phí càng cao và chi phí càng cao thì nó đòi hỏi là giá bán phải cao và và lợi nhuận bên lợi nhuận ròng của sản phẩm phải tốt thì mới có thể giải quyết được vấn đề đấy Ok thì đấy là cái mục uh, 1.4 1.5 đấy là, là chính sách đổi trả thu hồi hàng hóa và chính sách bảo hành rồi trong video tiếp theo thì uh, tôi sẽ nói về các chính sách hỗ trợ cho nhà phân phối đại lý các cấp nào. và chúng ta thấy là có cái sơ đồ cây này nó có rất nhiều các chính sách uh, nha thì mời các bạn tiếp tục theo dõi các cái video uh, tiếp theo vâng và nếu mà các bạn có bất kỳ cái câu hỏi nào liên hệ nào hay là cần tư vấn, cần đào tạo, cần cần trợ giúp, cần xây dựng kế hoạch và kinh doanh thì các anh chị hãy vui lòng liên hệ với tôi là giảng viên Nguyễn Phan Anh. Được chưa ạ? Vâng. Xin chào và hẹn gặp lại.